Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 5 năm 2018, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm 2018. Chợ rằm tháng 3, nét đẹp văn hóa của người dân Minh Hóa. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. Phóng sự đồng hành cùng người lao động. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi, phấn khởi, chào mừng 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, kỷ niệm 132 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Tối qua, ngày 30 tháng 4, tại quảng trường Biển Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm 2018. Đến dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo thành phố Đồng Hới, đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng đông đảo người dân và du khách. Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa Du lịch thành phố Đồng Hới năm nay được tổ chức với quy mô lớn, là hoạt động mở đầu để giới thiệu quảng bá cho mùa du lịch Quảng Bình năm 2018. Trải qua 10 năm tổ chức, Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới là sự kết tinh giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại, giữa văn hóa và du lịch. Qua đó, nhằm mang đến cho du khách những giá trị văn hóa, tinh thần của vùng đất Quảng Bình, tình cảm nồng hậu, mến khách của người dân Đồng Hới, để nơi đây mãi là điểm đến của đông đảo du khách, bạn bè quốc tế. Đồng Hới Quảng Bình, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa từ bao đời nay của nhân dân, cùng là địa phương có những sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, thu hút du khách. Khi đến với Quảng Bình, mà Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới là một minh chứng hết sức sinh động. Trải qua hơn 10 năm tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, không chỉ thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trên địa bàn, sự đồng hành hưởng ứng của các doanh nghiệp mà còn tạo sự hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Đồng Hới, đến với Quảng Bình, góp phần khẳng định vị thế du lịch Đồng Hới Quảng Bình trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Với chủ đề Đồng Hới Hoa Hồng và Biển, chương trình nghệ thuật được chia làm 3 phần gồm Non nước Quảng Bình, Đồng Hới Hoa Hồng và Biển và Đồng Hới, thành phố Bình Minh. Ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ và nên thơ của quê hương Quảng Bình về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mẹ ruột, đồng thời tái hiện một cách sinh động một Đồng Hới xưa và nay, một thành phố trẻ đang khao khát vươn mình với sức sống của biển, mang hơi thở của tình yêu khát vọng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng quy mô, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình đã mang đến cho khán giả và du khách những ấn tượng đẹp về một thành phố du lịch. Kết thúc chương trình nghệ thuật, người dân và du khách được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa đầy ấn tượng, chính thức chào mừng mùa du lịch Quảng Bình năm 2018. Qua cái chương trình nghệ thuật này thì tôi rất là tự hào về cái mảnh đất Đồng Hới, quê hương của mình. Tôi càng thấy là yêu đến cái mảnh đất quê hương của mình. Là hy vọng qua cái chương trình này thì là khách và người dân Đồng Hới sẽ là phát huy được cái thế mạnh và thu hút được cái du lịch của tỉnh Nga. Hy vọng thông qua những cái chương trình văn hóa quảng bá du lịch thì Quảng Bình là cái điểm đến rất là yêu thích của du khách không chỉ trong nước mà còn du khách quốc tế. Trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới, trong 3 ngày từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 tại công viên Nhật Lệ đã diễn ra hội bài chòi năm 2018. Bài chòi là trò diễn xướng dân gian đầy sáng tạo của cư dân ven biển miền Trung. Loại hình nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất, hội họa và văn học. Không chỉ mang đậm tính nhân văn, mà nội dung cả câu hát trong nghệ thuật bài chòi còn mang đậm tính giáo dục về đạo đức, về nhân cách, lối sống cao đẹp, hướng con người đến những giá trị chuẩn mực đạo đức cao đẹp hơn. Chính những giá trị độc đáo, đặc sắc đó, nên nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
đây là năm thứ hai thành phố Đồng Hới đưa hội bài chòi vào tuần lễ văn hóa du lịch Đồng Hới, vừa phục vụ đời sống văn hóa của nhân dân, vừa góp phần tạo ra một sản phẩm du lịch cộng đồng đặc sắc hấp dẫn du khách. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa, phiên chợ rằm luôn được cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện và du khách thập phương hào hức mong đợi nhất. Trải nghiệm tại phiên chợ rằm, du khách sẽ dễ dàng tìm lại những hương vị đậm chất quê, cũng như cảm nhận được sự đổi thay về kinh tế, văn hóa, xã hội của mảnh đất và con người Minh Hóa. Tại chợ rằm, những đặc sản mang đậm vị quê được bày bán rất phong phú, đa dạng, phục vụ nhu cầu thưởng thức, mua sắm của nhân dân bản địa và du khách thập phương về Tây Hội trong tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội đàm tháng 3. Bôi là đặc sản, là truyền thống của huyện Minh Hóa mình, muốn thì thường thường là ăn hàng ngày, nhưng mà rằm tháng 3 đó là bôi được làm nhiều. Bôi được làm từ nguyên liệu đó là ngô, sắn, nếp. Và bôi thì mình xối bằng cái hóng, hóng làm gỗ á, thì bôi sẽ được ngon và thơm hơn. Năm nay, phiên chợ rằm có trên 500 gian hàng được bày bán, thu hút hàng ngàn lượt người đến tham quan, mua sắm. Với những mặt hàng đặc trưng của người dân Minh Hóa như ốc, bồi, mật ong, vải thiều, măng rừng và rất nhiều sản phẩm khác của miền Sơn Cước mà du khách chỉ có thể tìm thấy ở chợ rằm tháng 3 Minh Hóa. Gia đình chúng tôi là đi chơi lễ thì là lần đầu tiên tôi lên ở Minh Hóa, và dự kia phiên chợ cũng là lần đầu tiên thì thấy cả các mặt hàng rất là phong phú, rất là vui nhộn, ba con ở đây thì rất vui vẻ. Và là cái món đặc sản mà chúng tôi buổi nào cũng thử là món ốc và món bồi, hai món này là chính. Thấy cái chợ thì đấy, mọi người là rất vui vẻ, và cái tuần lễ này thì thấy rất là vui, rất là nhộn nhịp. Về với phiên chợ rằm tháng 3 Minh Hóa, với nhiều người không chỉ là để mua những món đồ cần thiết, mà chỉ đơn giản là đến để cảm nhận sự phong phú, đa dạng và sôi động của phiên chợ. Phiên chợ rằm đã trở thành điểm nhấn, lưu giữ những nét đẹp truyền thống của quê hương Minh Hóa và để lại ấn tượng khó quên đối với du khách thập phương khi về tham gia tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa hàng năm. Phiên chợ rằm tháng 3 đã kết thúc tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa năm 2018. Hẹn gặp lại du khách trong hội rằm năm sau. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ. Phóng sự đồng hành cùng người lao động. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, lượng khách đến Quảng Bình tăng cao, đạt gần 184.000 lượt khách, so với cùng kỳ năm ngoái tăng 15%. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng và tổ chức nhiều hoạt động phong phú đặc sắc trong đợt nghỉ lễ, nên rất đông du khách đã chọn Quảng Bình làm điểm đến để tham quan nghỉ dưỡng. Trong đó phải kể đến tuần văn hóa du lịch thành phố Đồng Hới, tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hội rằm tháng 3 Minh Hóa, lễ hội đua thuyền truyền thống và hội thi cá trắm sông Son. Trong số trên 184.000 lượt khách đến Quảng Bình dịp nghỉ lễ, có gần 9.000 khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, lượng khách đến trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đạt gần 30.000 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ. Những điểm đến của du khách trong kỳ nghỉ lễ lần này chủ yếu là các điểm du lịch đại trà như Đồng Phong Nha, Tiên Sơn, Suối Nước Mộc, Sông Chày, Hang Tối, Bãi Biển Nhật Lệ và khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách trong dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn cho người dân. Theo đó, trong dịp nghỉ lễ, những chuyến xe có trọng tải lớn đều được phân luồng, phân tuyến để đi trên tuyến đường tránh của thành phố Đồng Hới, nhằm hạn chế các loại xe tải, xe khách liên tỉnh đi vào thành phố. Trong nội thành, lực lượng công an thành phố tăng cường các buổi tuần tra kiểm soát và lập thêm các chốt điểm kiểm soát trật tự an toàn giao thông để nhắc nhở các loại xe, nhất là các loại xe tải cỡ nhỏ, xe máy cá nhân, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông một cách tốt nhất cho du khách khi đến với thành phố trong dịp lễ 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 năm nay. Xác định trong cái tuần văn hóa du lịch này, các cái hoạt động đường phố sẽ làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường cũng như là trật tự an toàn giao thông trên đường. Vì vậy, chúng tôi là tăng cường công tác tuyên truyền cũng như tăng cường các tổ tuần tra kiểm soát để xử lý nhắc nhở các cái hành vi vi phạm gây mất trật tự giao thông, để đảm bảo cho cái văn hóa du lịch trên địa bàn và cái văn hóa giao thông trên địa bàn thì
đội đã có các cái phương án cũng như là xây dựng các kế hoạch tuần tra nhắc nhở các cái hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với các cái phương tiện mà ngoài tỉnh các của khách du lịch đến thăm và làm việc tại Quảng Bình. Thì chúng tôi là vì có những nơi là đến thì không chưa quen đường hay là có những cái vi phạm nhẹ thì chúng tôi có thể nhắc nhở để tạo điều kiện cho người khách du lịch cũng như là người dân trên địa bàn. Và đối với các cái phương tiện mà của người dân trên địa bàn thì chúng tôi cương quyết xử lý nhằm đảm bảo và tạo cái văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Với kỳ nghỉ lễ tương đối dài ngày, lượng du khách đến với Quảng Bình tương đối đông, nhiều loại phương tiện phục vụ du lịch đổ về thành phố Đồng Hới là một trong những khó khăn đối với lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã có các phương án cụ thể tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhắc nhở đối với các chủ phương tiện, nhất là phương tiện vận tải du lịch khi đến Quảng Bình. Để đảm bảo an toàn giao thông, làm giảm đến mức thì thấp nhất khi tai nạn giao thông có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và đảm bảo cho du khách được đi lại một cách an toàn thuận lợi, thì phòng cảnh sát giao thông đã tập trung lực lượng, phương tiện, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với cái hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, chẳng hạn như vi phạm về tốc độ, về cái nồng độ cồn, về tránh vượt. Bên cạnh đó, thì chúng tôi đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình tuần tra kiểm soát, bên cạnh xử lý nghiêm đối với những cái hành vi nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đối với những cái xe du lịch đến địa bàn tỉnh Quảng Bình, thì cần tăng cường cái công tác tuyên truyền, nhắc nhở để cho mọi người khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được đi lại một cách an toàn, thuận tiện và có cái kỳ nghỉ thật thoải mái trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Có thể nói, việc chủ động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và Đồng Hới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt là trong tuần văn hóa du lịch Đồng Hới và mùa du lịch Quảng Bình năm 2018, góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách thập phương khi đến với Quảng Bình. Nhằm phục vụ tốt cho việc sản xuất nông nghiệp của bà con, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn. Công trình sửa chữa khắc phục khẩn cấp tuyến đê bị hư hỏng của hệ thống đê bao vùng 2 tả Kiến Giang có tổng mức đầu tư 1 tỷ 350 triệu đồng với chiều dài 3 km, mặt đê rộng từ 3,5 m, nâng cấp cao thêm 0,35 m, gia cố mái đê 1,5 m và trồng cỏ. Công trình được khởi công vào ngày 1 tháng 4 năm 2018. Những ngày qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Lân đã huy động lực lượng phương tiện, nhân công để đẩy nhanh tiến độ. Cùng với công trình sửa chữa hệ thống đê bao vùng 2 tả Kiến Giang, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đang chỉ đạo các đơn vị sửa chữa các tuyến đê bao trên địa bàn nhằm chủ động phòng chống lũ tiểu mãn sắp tới. Với mục tiêu tạo đầu ra ổn định và quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm tỏi tía xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, đầu năm 2018, cơ sở sản xuất tỏi đen của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Mùng 2 tháng 9 đã đi vào hoạt động. Hiện cơ sở sản xuất 3 sản phẩm gồm tỏi đen, rượu tỏi đen và tinh dầu tỏi. Tỏi đen được sản xuất ra từ công nghệ lên men tự nhiên bằng máy làm tỏi đen Việt Nhật. Cơ sở này hiện đang sản xuất thử nghiệm rượu tỏi đen. Sản phẩm rượu tỏi đen được lên men từ tỏi trong thời gian 45, không còn mùi cay hăng của tỏi thường. Các sản phẩm của cơ sở sẽ được đưa vào tiêu thụ tại các siêu thị, cửa hàng, các điểm khu du lịch, nghỉ mát của tỉnh Quảng Bình. Thông qua đó nhằm xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm tỏi tía Quảng Minh. Trong những ngày này, bà con nông dân xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch đang xuống đồng thu hoạch mía. Năm 2017-2018, toàn xã Nam Trạch trồng trên 27 hectare mía, chủ yếu là giống mía ROC10. Ưu điểm của giống mía này là khả năng chịu hạn tốt, ít nhiễm bệnh, chín sớm, đẻ nhánh khỏe, năng suất cao và đặc biệt mía có thể tái sinh từ 2 đến 3 lứa sau khi thu hoạch. Cây mía ở Nam Trạch được thị trường rất ưa chuộng bởi vì ngọt đậm, nên hiện nay đầu ra không chỉ riêng ở trong tỉnh mà đã vươn ra ở một số tỉnh phía Bắc. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tích cực chăm sóc nên cây mía sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất đạt cao trên 50 tấn mỗi hecta. Với giá mía trên thị trường hiện nay là 3.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta trồng mía người dân thu lãi trên 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt trong quá trình hoạt động của tổ chức công đoàn. Với chủ đề, mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên.
tháng công nhân năm 2018 được phát động từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng đến đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thăm và tặng gần 240 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng, trao 20 mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn nghèo, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn vay vốn, xây dựng hai nhà nội trú cho giáo viên vùng sâu, vùng xa. Đó là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực được triển khai trong tháng công nhân năm 2018. Cùng với đó, nhiều hoạt động được triển khai xuyên suốt trong nhiều năm liền, như Công đoàn Quảng Bình đồng hành cùng doanh nghiệp, Tết Sum Vầy, vì đoàn viên người lao động khó khăn, đã thực sự mang đến niềm tin và động lực để đoàn viên công đoàn có thể yên tâm lao động sản xuất. Sắp tới thì chúng tôi sẽ kết hợp để phát động tháng an toàn vệ sinh lao động và tháng công nhân năm 2018. Điểm mới năm nay là được Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp để tổ chức cái lễ này. Và sau cái lễ thì chúng tôi sẽ tổ chức cái ngày hội tư vấn pháp luật và giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho đoàn viên người lao động và kể cả học sinh sinh viên. Ngoài đưa lại lợi ích vật chất cho người lao động thì chúng tôi cũng muốn tổ chức công đoàn cũng đưa đến cái lợi ích tinh thần, thông qua đó để khích lệ đoàn viên người lao động hăng say trong lao động sản xuất, trong các phong trào thi đua, để góp phần mình thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, từng đơn vị, và góp phần vào cái nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, và hướng tới chào mừng đại hội lần thứ 18 công đoàn tỉnh Quảng Bình. Năm nay, tháng công nhân đã chính thức được khởi động từ khá sớm ở rất nhiều nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực cũng như kỳ vọng của người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động, xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Đến nay, tiền lương bình quân của đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên 4,1 triệu đồng một người một tháng. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức các buổi đối thoại, tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm, lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn của người lao động và doanh nghiệp, từ đó đảm bảo việc làm, tiền lương và đời sống cho công nhân lao động. Từ khi mà công ty thành lập tới nay là luôn chú trọng đến cái quyền lợi của người lao động. Thứ nhất thì luôn là quan tâm và chăm lo đến cái đời sống hàng ngày của là công nhân, đặc biệt đó là cái bữa ăn cơm ca, ăn cơm trưa. Thứ hai nữa đó là những công nhân mà chưa có tay nghề mà vào với công ty thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cái đào tạo cái vấn đề đó. Và sau khi hỗ trợ đào tạo nghề xong thì chúng tôi ký hợp đồng lao động và tham gia đóng cái bảo hiểm 100% cho người lao động. Chúng tôi đang xúc tiến và đẩy nhanh cái khu tập thể ở cho cán bộ công nhân viên. Thì trong đó thì cũng có cái khu là nhà dự trẻ để là cũng tạo điều kiện cho anh chị em công nhân mà có gia đình, thành lập gia đình sau khi mà vào làm việc tại công ty. Công ty cũng là lo chú đáo cho anh em cán bộ công nhân viên hàng năm, có là chế độ ngày lễ, ngày phép, rồi là bảo hộ lao động, gọi là đầy đủ các cái chế độ bảo hiểm, về nơi ăn, nơi ở cùng là chú đạo. Thông qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả đã khẳng định được vai trò đồng hành của công đoàn các cấp đối với người lao động. Đây là yếu tố quan trọng, không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động, mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất tại các đơn vị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. Ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, nhà hầm, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác. Qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất. Chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 5.